Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp làm món xôi kho thịt thơm mềm ngon nhé. Giàu dinh dưỡng lại tăng lên gấp bội các bạn ạ. Các bạn cần chuẩn bị cho mình 200g gạo lếp, các bạn ngâm cho mình từ 6 đến 8 giờ nhé. Đây là mình ngâm á, thì phần gạo lếp đã mềm ngon rồi. Bây giờ mình sẽ đi hấp cái phần gạo lếp này, hoặc các bạn cho vào nồi cơm điện qua nấu cũng được nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình 100g thịt vai xay, hành thơm, gừng, một quả trứng gà và một ít hành lá. Gia vị thì mình sẽ nói sau, bây giờ mình sẽ nấu phần xôi trước nhé. Gạo khi các bạn bỏ nước chua đi, các bạn sẽ cho vào nồi cơm để mình nấu nhé. Vì mình nấu bằng nồi cơm ấy, nên là không cần phải khô. Nếu mà hấp ấy, thì các bạn sẽ cần gạo khô để cho nó khỏi bị nhão. Mình sẽ bỏ bớt nước đi, không cần nhiều nước thế, vì gạo mình ngâm đã đủ giờ rồi, chỉ cần một ít nước để cho nó tạo lên đấy ạ, hơi nước. Đây các bạn cho mình vào đây một ít muối nữa nhé, một ít muối để tạo cái vị ấy, muối có sẵn này. Đây ạ, phần gạo chúng ta chỉ cần xâm xấp với nước là được nhé. Bây giờ mình nấu như nấu cơm ạ, vì mình nấu một ít gạo như thế này. Đây các bạn bật bếp nấu nhé. Các bạn là thái băm cho mình cái phần hành thơm ra. Gừng nữa nhé. Hành lá mình cũng thái ra nhé. Một phần này để chúng nó mình rắc lên trên sau. Còn phần này mình sẽ thái nhỏ để mình cho trộn cùng thịt ạ. Các bạn cho vào cái tô này cho dễ làm nhé. Các bạn cho vào đây cho mình thì nước tương nhé. Một ít muối, một ít tiêu, quả trứng gà các bạn cũng đập vào cho mình. Các bạn sẽ cho mình 3 thìa bột, các bạn có thể dùng bột năng, bột mì hay bột bắp đều được hết nhé. 3 thìa bột ạ, nồi cơm đang sôi rồi đấy ạ, nồi sôi ạ. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Đây các bạn, khi sôi mình đã nấu chín rồi nhé, rất là dẻo ngon như thế này. Đấy, sôi trắng đấy ạ. Các bạn chuẩn bị cái tô và mình ra cho ra cái tô này. Đấy mình giảm có một lần đấy, nồi nhà mình nó lâu rồi, cho nên là nó sẽ nhanh cháy ạ. Bây giờ mình sẽ cho phần thịt và vào nhé, để mình trộn đều lên. Khi đã đều rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ xúc để mình vo viên, để mình đem đi mình chiên lên nhé. Phần thịt và xôi này, mình có viên tròn thế này là được rồi. Các bạn cho mình chảo dầu lên bếp nhé. Khi dầu nóng lên, các bạn sẽ cho mình những cái phần xôi mình đã có viên vào nhé, chiên nó lên.
Chỉ cần chiên vàng lên là được ạ. Mình chiên cho nó vàng hết tất cả các mặt lên nhé. Sau đó thì mình sẽ cho ra đĩa các bạn ạ. Ra ngoài để mình làm nước sốt, để mình sốt cái phần nước kho sốt, để mình kho cái phần xôi này nhé. Thì các bạn khi xôi nó vàng như thế này rồi nhé, các bạn sẽ cho ra ngoài cho mình. Chảo này các bạn sẽ cho mình vào đây 3 thìa nước tương này. Dầu hào các bạn cho mình 1 thìa nhé. Và mình cho vào đây nâng bát nước nữa ạ. Bây giờ mình sẽ đun lên để mình cho nó sôi, sau đó sẽ cho sôi vào. Khi nước đã sôi nhé, các bạn sẽ cho phần sôi vào để kho lên. Nó nhỏ vừa khoảng 10 phút nhé. Mình có thể lật lên lật lại, đi lật lại để cho cái gia vị nó ngấm và cái miếng xôi này của mình nhé. Để đi lại khoảng 10 phút để chúng ta cho nó sẽ lấy ra đĩa là các bạn có thể thưởng thức và nó xôi kho này nhé. Như thế này là phần xôi kho của mình được rồi, các bạn sẽ tắt bếp và mình cho ra đĩa nhé. Phần xôi kho rất là ngon, các bạn có thể rắc ít hành lá lên trên. Các bạn thích có thể làm món này để cho gia đình và mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình. Xôi kho thịt rất là thơm như thế này. Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức món ăn với mình ạ. Rất là thơm ngon ạ. Phần thịt, phần xôi nó dẻo hòa quyện vào nhau nhé. Món ăn mới lạ, lạ miệng như thế này nên là chúng ta có thể làm để cho gia đình nhà mình đổi khẩu vị ạ. Xin chào các bạn, chúc các bạn ngon miệng ạ.